Rồi bà bấm mở cho con rồi con kêu mày Mỹ đi. Nhã đi cho phần trăm. Nhã gì vậy con? Nói nhẹ thôi con. Nhẹ thôi con. Em Mỹ đau quá. Nhã cái gì? Nhã. Nhã cái gì con phải nói với em Mỹ nhã cái gì mới được. Nè, con khỉ gì? Ừ, con khỉ đó. Nè con kêu em Mỹ nhã cái gì? Nhã cái gì? Em Mỹ ơi. Em Mỹ ơi, nhã. Nhã cái gì? Nhã nước gì? Nước miếng. Ô vậy hả, nhà nước miếng Tâm hả? Ơi, con chỉ cho em con khỉ là con nào đi, con dạy cho em đi. Tâm ơi, úp ba bá mở rồi kìa. Wow. Con có thích không? Thích. Dạ thích chứ. Cái đó là cái gì vậy? Wow, cái gì vậy chưa? Lộn rồi con, ngược lại. Hai cái ốc lại, hai cái ốc lại. Đó. Uống vô con. Uống vô. Đúng rồi. Em Mỹ ơi. Em Mỹ có thích chơi với anh Hùng Tâm không? Kìa, anh Hùng Tâm ơi, em Mỹ nhìn con kìa. Con xem em Mỹ cái đi, con xem em Mỹ cái mình chơi. Để lên mà bá thương nè. Hùng Tâm ơi. Hùng Tâm xem em miếng cái đi lẹ lên. Em miếng ngoan như vậy nè, em miếng ngoan la nè. Thả em miếng. Hùng Tâm ơi. Hùng Tâm không nghe bà bá hả? Vì bà bá không cho sô-cô-la ăn nữa đâu nha. Con xem em miếng cái đi. Ồ, cái mặt nữa lẹ lên. Rồi thôi lấy sô cô la của Hồng Tâm đi. Xem em biết cái đã. Con. Hồng Tâm ơi. Nè, em mí khóc rồi kìa. Ủa Hồng Tâm không nghe mà má ơi. Khỏi cho sô cô la đi. Rồi, dẹp sô cô la lại. Nè, sô cô la đây nè. Xem em mí đã, con xem em mí đã. Xem cái mặt em mí á. Xem mặt em mí á con. Hùng Tâm. Rồi thôi lấy cái này luôn đi. Thôi Hùng Tâm không biết ăn cái này đâu. Xem cái mặt em mí. Giỏi.